bao nhiêu? 20. Hai mươi bốn. Em ơi, em nói làm sao? Em thu tiền đủ của anh rồi hả? Em thừa của anh thừa chứ sao mà đủ được? Anh đưa em là 11, anh 25.100 đồng. Bây giờ vậy thì em thối lại cho anh 100 đồng mới đúng. Rồi cái bé đâu? Có cho em anh. À sao vậy, hết có 100 mà sao không đưa cho anh vô đầu đi, đúng không? Ừ, để anh coi cái. Khoan. Cái vé này. Vé nào đúng? Đừng nói chuyện. Em ơi, vé này bao nhiêu tiền đây? Anh thấy số này là số 35. Vậy giảm giá lại rồi hả? Mà cái vé này là sao mà có chỉnh sửa vậy? Dạ, không có chỉnh sửa. Nè, nhưng mà em thấy là cái vé này có chỉnh sửa không? Nè, số cái số màu đạo đỏ với lại số màu xanh là. Vậy thôi bây giờ anh phải giải thích quyết cho anh mình ở đây luôn tại chỗ chứ. Bây giờ là cái vé này là vé chỉnh sửa rồi. Rồi thôi em kêu người nào ra đây gặp anh chứ giờ đưa cho anh một cái vé đểu vậy. Thôi, vậy em anh không nhận được cái vé này đâu. Em đưa cái mệnh giá đúng cái tiền anh đưa cho em lúc nãy đi. Không được đâu. Cái vé mà cái này là đây này. Nó có 10% VAT đây mà. Ừ. Một cái vé mà gần như đây nè, sửa xóa tùm lum ở đây làm sao đây là 10% VAT nữa. Ừ, 100 đồng đúng không? Anh trả lại cho em đúng không? Rồi. Cái này tiền này là nãy anh đưa em là 25.100 đúng không? Rồi. Rồi, đã chạm rồi. Rồi. Rồi, anh tới liền. Rồi, cảm ơn em nha.